Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, buôn bán, vận chuyển ma túy là hành vi vi phạm pháp luật. Thậm chí pháp luật Việt Nam cũng đã có những chế tài xử phạt rất nặng. Thế nhưng vì lợi nhuận, nhiều đối tượng vẫn bất chấp lao vào như con thiêu thân. Để rồi khi nhận bản án tử hình mới thấy hối hận thì đã quá muộn màng. Mới đây, Tòa án Nhân dân TP.HCM tại một số tỉnh miền Trung vừa mở các phiên xét xử các vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới Việt-Lào vào tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Nghệ An. Điều đáng nói, trong các vụ án này, cơ quan điều tra xác định các bị cáo đều là những kẻ vận chuyển ma túy thuê lấy vài triệu đồng tiền công để rồi hôm nay phải trả giá đắt khi đối diện với mức án chung thân, tử hình. Thứ nhất phải kể đến vụ Tòa án Nhân dân Nghệ An xét xử Quang Văn Toàn, sinh năm 1998, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ vụ án, quá trình đi làm công nhân tại Lào, Toàn quen người đàn ông bản địa tên Bá. Đến đầu tháng 11 năm 2022, Bá gọi điện đặt vấn đề thuê Toàn vận chuyển ma túy, hứa xong việc sẽ trả 10 triệu tiền công. Tối ngày 1 tháng 12 năm 2022, theo chỉ dẫn của Bá, Toàn đi ra cột mốc được đánh dấu bằng cành cây đặt ở quốc lộ 7, đoạn thuộc xã Chiêu Lưu để lấy ma túy. Toàn lấy được 8 bánh heroin đem về cất giấu ở hàng rào gần nhà mình. Hơn 2 giờ sáng ngày 5 tháng 12, theo yêu cầu của Bá, Toàn đưa 4 bánh heroin đi giao cho người phụ nữ đang đứng đợi gần đó. Khi Toàn đang tìm khách để giao hàng thì bị công an bắt quả tang. Cơ quan công an cũng thu giữ thêm số lượng ma túy Toàn cất giấu tại nhà. Đứng trước buộc khai báo, Toàn trình bày hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, dân tộc thiểu số, đang nuôi 2 đứa con nhỏ và mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội về với gia đình. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, hội đồng xét xử tuyên phạt Quang Văn Toàn tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cơ quan điều tra, cuối tháng 12 năm 2017, bố của Toàn bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển trái phép gần 10kg ma túy từ huyện Kỳ Sơn về thành phố Vinh để nhận 30 triệu đồng tiền công và bị kết án tử hình. Điều đáng nói, trước đó bố của Toàn từng bị tuyên án 12 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo bị cáo Toàn, trong thời gian bố đợi thi hành án, Toàn vẫn thỉnh thoảng xuống thăm trong trại giam. Ở những lần thăm gặp ấy, Toàn được bố dặn dò phải lấy chuyện của bố làm bài học, đừng phạm sai lầm như bố và hãy kiếm công ăn việc làm tử tế để lo cho mẹ, vợ và hai con của Toàn. Thế nhưng những lời cảnh báo của bố, Toàn dường như bỏ ngoài tai và lại trượt lên vết xe đổ của bố. Tại phiên tòa, Toàn bật khóc khi nhìn thấy cảnh vợ dại và hai con thơ 6 tuổi và 4 tuổi hướng mắt về mình. Toàn lo rồi mai này, những người thân nhất của Toàn không biết nương tựa ở đâu. Cũng giống như Toàn, ngày 21 tháng 6, tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Long Phụng, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy đối với bị cáo Hồ A Xuân, sinh năm 2000, trú xã Thanh, huyện Hướng Hóa. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị, ngày 14 tháng 11 năm 2022, Xuân đang ở nhà, thì đối tượng Hồ Văn Hải, chú cùng thôn đến chơi và nói có người Lào cần thuê người vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam và Xuân đã đồng ý. Hải nói với Xuân, gần tối qua bờ sông Sepol, đến địa phận Lào đợi sẽ có người giao ma túy, rồi Hải ra về. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Xuân đi bộ đến bờ sông Sepol, rồi lội qua sông đi đến một đường mòn ở gần bờ sông thuộc địa phận Lào đợi người đến giao ma túy. Tối cùng ngày, có một người đàn ông lái xe ô tô bán tải biển kiểm soát Lào đưa cho Xuân một gói ni lông màu đen. Xuân biết bên trong là ma túy và nói đưa về nhà. Khi nào có người đến nhận thì đưa cho người đó, rồi quay lại đây nhận thêm tiền công 3 triệu đồng. Người đàn ông này còn đưa cho Xuân 10 viên ma túy loại hồng phiến để sử dụng. Sau khi nhận ma túy, Xuân đi theo đường cũ về lại nhà mình. Xuân đưa gói ni lông màu đen vào phòng ngủ mở ra xem, thì phát hiện bên trong có khoảng 30.000 viên ma túy. Sau đó, Xuân gói số ma túy trong gói ni lông màu đen như cũ,
lấy 10 viên ma túy loại hồng phiến mà người đàn ông cho đem ra sử dụng. Khoảng 23 giờ 25 phút cùng ngày, sau khi sử dụng ma túy, Xuân đưa gói ni lông màu đen chứa ma túy ra cất giấu tại bụi xả ở bãi đất trống phía trước nhà để đợi người đến nhận, thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Qua giám định, số viên nén màu hồng và màu xanh, tổng trọng lượng hơn 2,9 kg là ma túy methamphetamine. Tại tòa, khi nói lời sau cùng, Xuân ăn năn hối hận, xin nhận sự khoan hồng của pháp luật. Nhưng tội của Xuân là đặc biệt nghiêm trọng. Hội đồng xét xử tuyên án tử hình đối với bị cáo Hồ A Xuân. Hay là nỗi ân hận dày vò của phạm nhân Mai Văn Kiếm khi đang chấp hành bản án chung thân trong trại giam. Theo đó, thông qua các mối quan hệ ngoài xã hội, Mai Văn Kiếm, sinh năm 1987, trú đường Tiểu La, phường Hòa Cương Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt án chung thân sau khi vận chuyển ma túy thuê để lấy 2 triệu đồng tiền công. Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, thông qua mối quan hệ xã hội, Kiếm quen biết một nam thanh niên tên Cụ Anh chưa xác định được nhân thân lai lịch ở thành phố Huế. Cụ Anh biết Kiếm chạy xe tải thuê chở hàng hóa tuyến Lao Bảo Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng nên đặt vấn đề thuê Kiếm vận chuyển ma túy về tỉnh Thừa Thiên Huế và Kiếm đồng ý. Theo sự hướng dẫn của Cụ Anh, Kiếm điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 43C122213 đến khu vực phía sau trung tâm thương mại thị trấn Lao Bảo nhận từ nam thanh niên chưa xác định được nhân thân, lai lịch, một gói ni lông màu đen, trên bề mặt có dán mảnh giấy ghi dòng chữ 0348942217, anh Huế. Sau đó Kiếm cất giấu gói ma túy vào phía sau ghế lái, rồi tiếp tục đến chở vợ là chị Huỳnh Thị Mỹ Châu, sinh năm 1988, và ông Nguyễn Văn Viên, sinh năm 1958, chú 36 Ngô Gia Tự, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, đi bốc hàng hóa để vận chuyển về Huế, Đà Nẵng. Khoảng 10 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2022, Kiếm lái chiếc xe trên vận chuyển trái phép ma túy có trọng lượng 1.178,42 gram ma túy loại methamphetamine từ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị đưa vào tỉnh Thừa Thiên Huế để nhận 2 triệu tiền công. Khi Kiếm dừng xe trên quốc lộ 1A tại địa phận thôn 1B, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, thì bị lực lượng chức năng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện và bắt quả tang. Quá trình điều tra, Kiếm khai nhận trước đó vào ngày 22 tháng 9 năm 2022, đối tượng đã vận chuyển một gói ma túy từ thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị về địa phận này để lấy 1 triệu đồng tiền công. Tại phiên tòa cũng như quá trình điều tra vụ án, bị cáo Kiếm thành thật khai báo và ăn năn hối hận về hành vi của mình, mong được hưởng mức án nhẹ nhất trong khung hình phạt. Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Kiếm là đặc biệt nghiêm trọng vì một chút lợi ích nhỏ mà từng vận chuyển chất cấm, nay lại tiếp tục phạm tội. Vì vậy, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Mai Văn Kiếm mức án chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối với đối tượng thuê Mai Văn Kiếm vận chuyển ma túy có tên Cụ Anh, quá trình điều tra không xác minh được họ tên, địa chỉ cụ thể nên không có căn cứ xử lý. Đối với thuê bao điện thoại số 0348942217 mà đối tượng Cụ Anh dùng để liên lạc với Mai Văn Kiếm, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh chủ thuê bao là bà BTSH, nhưng hiện bà này đang bị tâm thần nên cơ quan điều tra chưa tiến hành làm việc được. Ám ảnh hơn cả là vụ án của Trần Hoàng Minh Nhật, sinh năm 1997, trú phường Thuận Hòa, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Kẻ đang chờ thi hành án tử hình sau khi nhận vận chuyển ma túy thuê từ Quảng Trị và Thừa Thiên Huế để lấy 5 triệu đồng tiền công. Còn nhớ thời điểm bị bắt giữ, Nhật với vẻ mặt sợ hãi, không thể hiện sự ma mãnh, cũng không chống đối khi xa lưới như nhiều đối tượng ma túy khác. Nhật luôn nhìn vào ống kính camera của các phóng viên để gửi lời xin lỗi đến mẹ mình và đứa em nhỏ. Hành động bất ngờ đó không chỉ một lần mà lặp đi lặp lại. Hễ Nhật bắt gặp camera lia tới là lại tranh thủ gửi lời xin lỗi mẹ, giọng rưng rức. Tại phiên tòa vừa qua cũng như quá trình điều tra, Nhật đều thành khẩn khai báo. Cụ thể, tối 23 tháng 5 năm 2022, Nhật được một phụ nữ tên Lệ, chú thành phố Huế, gọi điện đặt vấn đề thuê ra Đông Hà vận chuyển ma túy và hứa trả tiền công 5 triệu đồng. Nhật đồng ý nên Lệ đưa cho 2 triệu đồng làm lộ phí, còn địa chỉ nhận hàng sẽ báo sau.
Theo hướng dẫn của Lệ, Nhật thuê taxi ra đến Cầu Trắng, thị xã Quảng Trị thì dừng lại và gọi điện taxi khác. Trên đường đi, Nhật cũng liên lạc cho người đàn ông giao ma túy theo số điện thoại Lệ cung cấp. Đối tượng này hướng dẫn Nhật đến địa chỉ giao ma túy dưới cột biển báo hạn chế tốc độ 50 trên quốc lộ 9, địa phận xã Cam Thành, huyện Cam Lộ. Khi xe đi qua cầu Tân Lâm khoảng 2 km, thì cột biển báo hạn chế tốc độ, tài xế taxi dừng lại. Nhật mở cửa xuống xe và bật điện thoại tìm xung quanh khu vực biển báo, nhưng không thấy hàng nên nhắn cho người giao. Người này dặn tìm kỹ quanh cột biển báo và Nhật đã phát hiện gói ni lông màu đen, xác định là gói ma túy như đã thỏa thuận. Sau khi lấy hàng, Nhật nhanh chóng lên taxi vào lại Huế. Người đàn ông giao hàng nhắn tin về tới cây xăng ở thành phố Đông Hà thì đưa lại cho người này hai gói ma túy lẻ trong bịch ni lông. Nhật mở ra kiểm tra, thấy bên ngoài có 5 túi ni lông màu đen lồng vào nhau. Bên trong có một gói ni lông màu đen khác. Nhật để 5 túi ni lông ở sàn xe ô tô, có gói ni lông màu đen đựng ma túy để trên ghế sau bên trái chở dao. Nhật cũng nhắn tin cho Lệ thông báo đã nhận được ma túy. Nhưng khi xe vừa đến cầu Tân Lâm, km 20 cộng 293 quốc lộ 9 thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang và thu giữ tổng cộng 19.000 viên nén màu hồng và xanh. Qua giám định, số viên nén màu xanh không tìm thấy chất ma túy, số viên nén màu hồng thì có khối lượng 1.785,82 gram là ma túy methamphetamine. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định người tên Lệ là Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1997, trú thành phố Huế. Tuy nhiên, Tuyết không có mặt tại nơi cư trú, không rõ làm gì ở đâu, nên cơ quan điều tra chưa triệu tập làm việc được với Tuyết. Vì vậy, chưa có cơ sở xử lý đối tượng này. Khi nào làm rõ, sẽ xử lý sau. Đối với người đàn ông giao ma túy sử dụng số thuê bao điện thoại, quá trình điều tra xác định chủ thuê bao là một thanh niên miền núi tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, nhưng cũng không có mặt nơi cư trú. Bên cạnh đó, Nhật không rõ lai lịch người này nên khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. Sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát luận tội, đề nghị mức án tử hình trong lời nói sau cùng, Nhật bật khóc, khẩn thiết xin một con đường sống. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Minh Nhật mức án tử hình. Thưa quý vị, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ ma túy không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây ra hệ lụy cho xã hội. Thế nhưng vì lợi nhuận cao, nhiều kẻ vẫn bất chấp lao vào như con thiêu thân. Để rồi giờ đây, không chỉ đối diện với bản án pháp luật mà bản án lương tâm cũng đang giày vò, giày dứt các bị cáo khi chứng kiến cảnh mẹ già, vợ trẻ con thơ, rồi đây sẽ không biết nương tựa vào đâu. Nhưng dường như sự ăn năn hối hận của các bị cáo đã quá muộn màng. Qua các vụ án này, xin cảnh tỉnh, răn đe đối với những ai bất chấp, coi thường pháp luật để mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Đến đây, thời lượng của chương trình đã kết thúc. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.